Rồi, chúng ta đã trở lại với team full hệ thép trong tuần này. Và bắt đầu nhìn vô đối thủ thì chúng ta sẽ thấy con Gudra vùng Hisui hả? Cùng với lại Melskarada. Ok, con Toxic Crop là một cái bài toán bí ẩn mà tôi không biết là nó sẽ theo hướng gì. Không biết họ có mang con Toxic Crop hay không. Rất có thể họ mang theo con Toxic Crop vì nó hệ giác đấu và nhiều khi nó dùng Close Combat với mình. Tôi đang không biết là... Nếu mà có Bask Legion thì chắc phải mang theo Acheludon rồi nè. Tôi có nên mang theo Golden Goal không ta? Còn một con nữa. Có thể là Covenite. Để Covenite có thể hạ được, có thể hạ được con Melskarada hoặc là con Amoongus. Chắc vậy đi. Không biết nữa, tôi cảm thấy cái lựa chọn của mình, tôi không tự tin vào cái lựa chọn của mình lắm. Ôi, sao chụp được cái hình đẹp dữ vậy? Ui, mặt đồ cháy dữ nghe. Ok, họ cho ra Melskarada đi chung với lại con Gudra. Rất có thể con Melskarada nó sẽ dùng Power Trick vô tụi mình. Tôi nghĩ là tôi nên... gọi mưa ta. Gọi mưa. Nên là cái này là mình không thể nào dùng tê liệt lên con Melskarada rồi đó. Nhưng mà con Gudra thì nó cũng chậm sẵn rồi. Ok, mình có mang con Acheludon nha. Nên mình cứ gọi trời mưa đi. Gọi trời mưa xong rồi sao ta? Con Empoleon tôi không biết là tôi có nên... tôi nghĩ là tôi nên Terra cho Empoleon. Rất có thể con Meska. Hay là ok, tôi nghĩ tôi nên Protect, bảo vệ con Empoleon để coi nó sẽ làm gì. Nên coi gọi là chúng ta rà sát bên kia sẽ làm gì với hai con Pokemon này đây. Rồi, nó tạo mưa rồi đó. Oh, Battle Plaza hả? Chữ đó là cái gì á? Battle Blizzard. Ok. À, Sharpshipper. À, chiêu này là đánh toàn bộ các Pokemon kể cả đồng minh luôn. Ok. Đón chắc mà nó nhắm vô hết con Empoleon vậy thì chắc tôi phải rút. Khoan, tôi nghĩ tôi nên cho con Covenite ra. Vì con Gudra bên kia có chiêu Stomping Tantrum mà. Xong rồi tôi dùng Ice Beam vô con Melskarada. Chắc vậy. Dù sao thì Covenite sẽ miễn nhiễm với đòn Stomping Tantrum của con Gudra thì ok hơn. Rồi, vô nè. Battle Blizzard nữa. Ok, con Gudra bên kia tăng 2 bậc tấn công vật lý rồi. Ui, còn có một miếng máu à. Còn miếng máu thiệt chứ. Ồ, hên quá. Nó nhắm chiêu hệ đất vô con Covenite. Ui, hên quá, mình đã Klefki về kịp lúc. Rồi, tôi nghĩ tôi sẽ dùng Body Press vô con Gudra. Hay là dùng Brebus ta. Không, tôi nghĩ tôi nên dùng Body Press vô con Gudra nè. Xong tôi Ice Beam vô con Melskarada nè. Rồi, ok. Tôi hy vọng là con không cào nát mặt mà ra phải con người nha. Ôi, cũng được nhiều máu chứ. Rồi, xử con Melskarada. Hy vọng là con Empoleon sau này có thể còn sống để mà xài Haze. Tôi nghĩ xài Haze được. Con Pink Tantrum. Ra đất. Rồi xong. Ê, tính ra là nó, tính ra là hệ kháng luôn á, hệ cỏ kháng hệ đất luôn á. Vậy mà cũng chết nữa. Dạ không được rồi, con này hơi ghê rồi đó. Con Gudra này hơi ghê rồi đó. Tôi nghĩ tôi phải để con Covenite đây xử nó thôi. Rồi sao nó đây, Bask Legion hả? Tôi nghĩ Klefki sống không đặng với lại cái trận này rồi, cho nên là tôi sẽ nhắm Body Press vô con Gudra, xong tôi
tê liệt con Basculitron. Trong trời mưa thì con Basculitron là số giách luôn. Chúng ta không nên xem thường. Sao lại xảy ra con gì vậy? Gutra hả? Ok. Rồi ok đi. Làm tê liệt được con Basculitron thì cũng... Eo. What the fuck? Xong luôn, nhưng không sao. Tôi... Giờ... Ôi! Sát thương con đó tởm quá vậy ta? Bây giờ con Acheludon ra sân thì tôi không biết là... Tôi nghĩ là con Acheludon mình không thể nào Terra được nữa rồi. Chà, khó rồi nha. Thôi thì cứ hy vọng đi. Tôi cũng không biết tôi đang hy vọng cái gì nữa. Ồ đúng rồi, mình đang hy vọng cái này. Mình đang hy vọng nó đi trước, đúng rồi. Nó đi trước thiệt. Ui, được. Nếu mà nó đi trước nó xử được con... Chắc xử được con Basculitron. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhé. Đó, và... Con Covenant hình như nhanh hơn con... Đúng không, nhanh hơn đúng không? Tuyệt. Đúng rồi, đúng chúng ta, đúng cái chúng ta hy vọng. Mặc dù tôi không biết tôi đang hy vọng cái gì. Tuyệt. Nếu mà con Gura còn sống thì chắc chắn là con Acheron của tôi đi luôn rồi đó. Còn con cuối cùng con gì đấy? Còn con cuối cùng. Con cuối cùng chắc không sao đâu, mình còn hai con mà. Đúng không? Chỉ nhật con gì đây? Ồ, Toxicroak. Ồ, shiny Toxicroak đẹp quá ha. Rồi, mình cứ Braybird vô thôi. Giờ là ok, hết sợ rồi. Và trận đấu kết thúc. Và chúng ta qua trận tiếp theo. Đây là trận sử dụng bão cát. Đây là trận có bão cát nha mọi người. Đây là trận có bão cát cùng với lại cùng với là những con ru ngủ. Ok. Tôi có nên cho Empoleon ra trước không? Hay tôi cho Covenant ra nhỉ? Cho Covenant ra thì rất có thể bị ru ngủ bởi con Amungus. Mà rất có thể con đầu tiên ra bên vẫn là con Dust Club. Đã bị overthinking mà còn chơi cái này nữa thì thôi luôn. Còn làm gì nữa nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ cho Charlodon ra. Hy vọng đi. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng đi. Tôi nghĩ là bên đó sẽ cho con Dust Club ra đầu tiên. Không, bên đó có thể bên đó sẽ cho Taranita ra đầu tiên nữa, cũng có thể lắm. Rồi cho cái gì? Rốt cuộc là cho cái gì Dust Club ra đầu tiên? Ok, đúng như anh đã dự đoán. Mày. Ủa chết, nhưng mà bên kia nó sẽ phải cao. Úi chà. Úi chà, bên kia nó sẽ phải cao. Ôi chết, nó có fish. Rồi xong luôn. Nó biết được chúng ta sẽ làm gì luôn rồi đó. Ê giờ thì tôi Chiton con Dust Club cái coi. Nó biết được chúng ta sẽ làm gì luôn rồi đó. Nhưng mà thôi mình cứ hy vọng đi. Thôi Incineroar ra. Ui chà. Vậy là có thể nó thành công rồi. Có thể nó thành công. Úi trượt rồi. What? Nó làm cái gì? Tính hành tính làm cái gì vậy? Tính fair bliss mình hả? Oh yeah, Klefki. How dare you? How dare you do that with my Klefki? Seren Dance. Đó, Seren Dance. Xong rồi ta Body Press. Để bảo vệ con Covenant chứ.
Ok, bảo vệ con Carbonite. Mình có chắc Will-O-Wisp mình quá. Carbonite Shade. Ok, Lefki làm tốt lắm rồi. Giống như trong phim ha, cậu đã làm tốt lắm rồi. Thiệt là lãng mạn. Gì đây? Bây giờ tôi sẽ làm gì? Tell me, what I'm gonna do now? Ok, giờ trời đang mưa, tôi sẽ tận dụng trời mưa để làm gì? Tôi sẽ tận dụng trời mưa để tăng sức mạnh cho Etalodon bằng chữ Electro Shot. Nhắm một phát vô con Incineroar và tôi Body Press vô con Incineroar luôn. Con Dust Club thì nó không xử được con Carbonite lượt này. Ok, nó rút Incineroar về để cho con gì? Con nó có con hệ ma nào không ta? Ồ, Omongoose hả? Ok, Omongoose cũng mệt. Omongoose thì cũng mệt, nhưng mà tôi sẽ Terra cho con Celadon này cỏ để nó không bị ru ngủ. Đó là kế hoạch của tôi. Nice. Ui da, đau vậy? Cũng đau nha mày. Giờ có Omongoose thì tôi sẽ sử dụng chiêu Brave Bird. Rồi, ok. Đến xong tôi dùng chiêu Taunt. Nhưng tôi cũng muốn xử con Omongoose lắm, nhưng mà tôi phải dùng Taunt thôi để ngăn nó dựng Trick Room mới được. Nó mà dựng Trick Room thì mình chết. Có thể nó sẽ ru ngủ con Carbonite của mình, nhưng mà dù sao mình cũng ngăn nó dựng Trick Room để cho con Ursaluna ra sân rồi. Ui, còn con miếng à, lì thế. À, nó spawn. Yeah, nó spawn vô con Ursaludon. Còn cơ hội. Còn thở là còn gỡ. Rồi, bây giờ mình snow thôi. Rồi to Brave Bird vô con Omongoose nữa. Mình đang nhanh nhất mà đúng không? Ursaludon đang nhanh nhất. Ok, bên đó rút về rồi. Intimidate. Hy vọng Brave Bird xử được con Incineroar coi. Xử được Incineroar. Được. Tuyệt vời. Tôi không cho bên đó có cơ hội sử dụng chiêu Trick Room đâu, thề luôn. Có chết tôi cũng không bao giờ. Giờ tôi xử được con thêm con... Ủa, hết trời mưa chưa ta? Trời mưa sắp hết chưa hay tôi... Ờ, trời mưa chưa hết. Omongoose. Rồi, ok. Trời mưa chưa hết cho nên là tôi sẽ Electro Shot thêm một lần nữa để tăng sức mạnh. Xong sau đó tôi Brave Bird vô con Omongoose để dĩnh bị con Omongoose luôn. Brave Bird đưa được mà, đúng không? Bên Omongoose chắc không có Rage Powder thì mình cũng không sợ. Ui da, còn có một miếng con Dust Club mày. Lì thiệt chứ. Không sao. Ui da, trời ơi, còn có một miếng. Ây da. Ui da. Không, nhưng mà vậy thì lượt sau tôi sẽ xử lý con được sao tôi sẽ xử lý con Dust Club ngay lập tức, không cho nó đẻ trứng. Nó mà đẻ trứng rồi thì mình chết. Nó hết ton rồi.
nhưng mà tôi nghĩ một phái có thể xử được hai con này. Rồi mà nếu nó không chết thì mình cũng hy vọng là mình xin thon được cho nó. Nào, Hachaludon à, một phát chiêu Snow thôi, tiễn hay tôi nói về chuồng giùm anh cái. Chiêu Brave Bird mà không lấy được máu của con của Mungus, ghê thiệt chứ. Ok, họ rút con Mungus về. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Dù sao thì cũng xử được con Dust Club. Ồ, con Dust Club nó cứng thiệt nha. Ồ, nó cứng thiệt. Bây giờ còn con Omungus thôi. Mà chúng ta vẫn còn có con gì đằng sau á. Còn con Golden Goal đằng sau mà. Nào. Tôi nghi là con Ursaluna nó sẽ protect. Rất có thể nha. Ursaluna làm gì vậy? Sera gì vậy? Sera thường. Ok, nó nhanh hơn mình thì mình xỉu nha. Đúng không? Không thể nào nó nhanh hơn mình được. Yeah, chính xác là vậy. Hôm nay tôi đang ui già, trời ơi, con Mungus nó trâu thế ta. Clear smoke. À, ở bên đó mà protect cho con Ursaluna là ngon rồi. Thiệt, phải nói mà protect cho con Seruna là chắc mình cũng đi rồi đó. Ủa, mình Empoleon. Ủa, trời hên vậy. Ủa, tôi nhớ tôi đem con Golden Goal mà. Trời đất ơi, tôi nhớ tôi đem con Golden Goal mà rốt cuộc nó là con Omungus. Con Empoleon. Ok, thắng thêm trận nữa. Hôm nay thắng cũng nhiều nhờ. Ồ. Vô. Ok, trận tiếp theo. Rồi, ngọc vàng toàn con cái không? Ờ, bên đó có Sneasler. Tôi khá sợ Sneasler. Chính xác là tôi khá là sợ con Sneasler. Chung với lại con Chandelure. Ok. Mấy cái đội hình này cũng nhức đầu nha. Đội hình này nhức đầu á. Tôi khá là sợ con Sneasler. Nói thật là vậy. Tôi sẽ cho con Klefki đi chung. Tôi không biết lựa chọn này của tôi có đúng hay không nữa ta. Nhưng mà có con ủa, con Primarina, đúng rồi, trời ơi, tao quên tên. Khá là sợ con Sinister. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho con Acheloron. Vô. Tôi chỉ sợ con Sneasler thôi, thiệt luôn á. Nhưng mà tôi cũng không biết bên kia nó sẽ cho theo kiểu gọi là chiến thuật như thế nào. Rất có thể họ sẽ cho con Whimsicott đi chung với lại con Chandelure. Xong rồi con Whimsicott dựng trời nắng, xong con Chandelure thì cứ hit wave là xong thêm hệ thép. Nếu mà bên đó nghĩ như vậy, ok, hơi sai một chút nhưng mà gần đúng. Ủa sao không thấy con Klefki đây rồi.
Chúng ta sẽ protect. Chúng ta sẽ Raindance. Được không ta? Raindance thì bị bắt bài quá. Nhưng mà nếu tôi không Raindance thì rất có thể con Clefki đi nằm luôn. Thôi tôi Raindance đi. An toàn là như vậy. Ok, bên kia Terra. Terra cho con Chandelure hành hệ lửa. Hệ cỏ. Ok. Dạ, nó chơi hit wave à. Ok, nó không phải cao con Empoleon. Chắc nó chơi hit wave thiệt quá. Hit wave, ok. Tôi nghĩ tôi sợ con... Tôi sợ con Chandelure nên tôi sẽ ra hình hệ. Không, tôi không phải sợ con Chandelure mà tôi sợ con Rillaboom. Nó sẽ Crash Decline vô con Empoleon. Cho nên là sẽ ra hệ cỏ cũng là một cái nó hơi nguy hiểm. Thật sự là hơi nguy hiểm. Nhưng mà nếu không Terra thì con Rillaboom rất có thể nó ván chiêu gì Woodhammer một cái Empoleon của tôi nó nằm luôn thì sao? Không, mọi người chỉ cần đưa ra một cái hai đứa một con hệ lửa một con hệ cỏ là có thể gọi là gây khó khăn cho bên kia liền luôn á. Tại vì Terra hệ gì cũng bị khắc chế à. Ui da, tội nghiệp Clefki quá, nhưng mà không sao, cố lên em. You can do it. Mày xong rồi. Ok. Ủa, nó có gì? Ok, Citrus Berry. Mà Citrus Berry. Ủa, thầy mờ thấy chưa? Vậy đó mà đau, muốn chết. Tao đâu có dễ để cho mày thắng dữ vậy. Ít nhất nếu ngươi có thắng thì ngươi cũng phải đổ máu chứ. Tôi cho Covenant ra nó cũng hơi nguy hiểm. Tại vì rất có thể là tôi sẽ kéo dài trận này cho tới khi trời mưa hết mà chúng ta chưa cho con... Chúng ta chưa cho con gì á? Con Charludon ra sân được. Nhưng mà không sao cả. Bây giờ thì... Nào, chúng ta phải xử hai con này cái đã. Ok, họ rút con Rillaboom về để cho Primarina, ok luôn. Tôi tưởng con Chandelure sẽ theo kiểu ui, vậy là mình không thể nào. Con Charudon ra đây cũng hơi nguy hiểm. Mặc dù là trời mưa, mặc dù là một chiêu Electro Shock có thể xử được con Primarina liền đó, nhưng mà có điều là vậy nguy hiểm lắm. Thôi thì mình cứ cố gắng xử cho bằng được con Chandelure đi. Chandelure à, mày đến lúc mày phải về nghỉ rồi, hiểu không? Mày phải về nghỉ rồi. Ok, họ rút con Chandelure về cũng hợp lý. Hợp lý luôn. Hello boys. Ây da, đau á. Ủa, thì con Primarina nó nhanh hơn con Empoleon luôn à. Bye bye. Ok.
tôi đã nghĩ đến chuyện của còn bao nhiêu lượt trong trời mưa nữa ta. Chết trong trời mưa thì con Primarina nó quá mạnh. Eo, cái con tổm nhất ra sân rồi. Thiệt luôn ấy, con tổm nhất ra sân rồi đó. Giờ tôi xuống sát thôi. Lại em 10 lại cho em hài lòng. Yeah. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Rồi xong phim. Đấy, cái con tởm nhất là con Caesar ra sân rồi đó. Thề luôn á. Hết mưa luôn. Cái chuyện mình nó su cà na mà nó xa cà nu dữ vậy trời. Rồi hết đứa nào được mà con Primarina đã được tăng sức mạnh rồi. Xử con Sneasler chứ nhỉ. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ui da. Tởm ha. Thiệt luôn á, tôi ghét cái con Sneasler kinh khủng. Rồi thua rồi đó. Tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ chúng ta qua. Rồi bây giờ tiếp theo đội hình bên này là những con Pokemon chơi chiêu setup. Ghét mấy đứa setup ghê không? Rất ghét mấy đứa setup nha. Cho nên tôi đã có mang chiêu Haze để tránh mấy đứa setup. Hệ thép nói vậy chứ thực ra hệ thép nó cũng không có được mạnh lắm đâu, thề luôn á. Ý là rất hiếm những con Pokemon có chiêu hỗ trợ hợp lý. Như con Klefki này hỗ trợ mà hỗ trợ chán lắm luôn á. Chán hơn con Vobis nữa. Nó chả có encore chút nào á. Bây giờ thì tôi nên làm gì đây? Chắc là tôi sẽ mang con Archelodon đi chung với lại con Golengo. Rồi. Để coi nha. Đó, đoán chắc mà hai con này. Hai cái đứa này là hai cái đứa đáng ghét nhất. Tôi hy vọng là tôi sẽ cố gắng xử con Smeagol. Chúng ta sẽ xử con Smeagol xong rồi con mất Alola nó sẽ copy đặc tính của con Smeagol. Xong rồi con mất Alola nó sẽ gọi là dùng chiêu thu nhỏ để mà gia tăng độ tránh né, xong hồi đưa con Flamingo ra để copy hết chỉ số, xong có hai con vừa đánh đau vừa có thể tăng lượng tránh né kiểu vậy. Nhưng mà tụi bay lầm rồi, bay nín liền cho anh. Tôi sợ con Smeagol. Không. Tôi rất sợ con Smeagol nó gọi là gì ta? Nó ru ngủ mình, cho nên tôi tạo môi trường sương mù để không có bị ru ngủ. Tao biết mày muốn gì, mày muốn ru ngủ tao cái gì? Môi trường sương mù ngăn các Pokemon không rơi vào trạng thái. Đón chắc mà.
còn một miếng. Mu đi, nó mu đi, nó mu đi, thì chúng ta sẽ vào play vô nó. Xong rồi chúng ta dùng haste. Không có cửa xài mấy cái chiến thuật này với anh đâu cưng. Anh bị quá nhiều, anh bị hành quá nhiều rồi. Decorate, ok luôn. Muốn tăng bao nhiêu cũng được, mà chỉ hy vọng là con Napoleon sống được thôi nha. Yeah, tuyệt. Vĩnh biệt tụi cưng. Tăng chiêu cho dữ vô. Mu đi hả mày? Xong cho con Flamingo ra copy chỉ số nè. Ủa không phải hả, NDD. Đoán hơi dữ, hay đoán quá. Gọi là hay đoán quá. Cũng chưa cần gì hết, tôi sẽ cho con Asherodon ra. Xong rồi tôi dùng Water Pail. Yêu con NDD vậy. Ok, được nữa cái máu chắc xử được nó. Nó có à, Trick Room. Ok. Nó mu đi. Để nó làm. Ồ, giảm tốc độ sao hơn vậy? Sao con nó hơn quá vậy? Rồi tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi sẽ sử dụng hay sao ta? Tôi sẽ sử dụng hay. Để một hồi con Flamingo ra nó không copy được chỉ số. Dạ tôi sử in đi đi. Oh happy hand, chứ nó muốn sử. Chứ nó muốn sử con Empoleon cho bằng được. Ok. Nó không sử Empoleon. Cũng tới lúc mày chịu tấn công rồi mày, thay vì mày ngồi để mày né hả mày? Sử được hai con hỗ trợ đồng nghĩa với hết trời mưa, nhưng không sao. Ồ, nó giảm tấn công vật lý. Con kia ra copy thì cũng bị thiệt thôi. Ủa à, nó không mang, nó không mang mấy con thấy ra hả ta? Ok, vậy thì mình cũng không sợ. Vậy thì mình dùng chiêu gì đây? Dragon Pulse vậy. Rồi tôi sẽ bảo vệ. Chắc nó sẽ phải cao một trong hai con của mình. Chắc nó sẽ phải cao con Charudon. Oh sai shop. Có gì nữa đâu mà copy ta. À minimize. Không. Ây da, còn nó cũng cứng nha. Snow. Xong rồi tôi dùng haze. À mà rất có thể con mèo này dùng expanding force lắm nha. Tôi có cảm giác con mèo này theo hướng tấn công quá. Đúng không mấy đứa? Đúng không? Tell me. Ui da. Critical hit. Haste.
Tuyệt vời. Nín liền đi, đừng có copy, có biết gì nữa hết. Mà đương nhiên làm vậy thì đồng nghĩa với việc con Shadowdon của mình sẽ bị mất điểm cộng tấn công đặc biệt bằng chưa Electro Shot lúc nãy. Nhưng mà dù sao như vậy nó cũng khỏe, đỡ phải cho mày chết dùng Store Power hả mày. Rồi bây giờ thì tôi sẽ dùng Dragon Pulse nhỉ. Xong rồi tôi Water Pulse vô con mèo luôn. Xử luôn con mèo đi, để con mèo sống để nó minimize nữa rồi. Có nghĩa là nó không xài chiêu nào khác luôn hả? Thôi mày chết. Rồi ok, sàn đấu đã trở lại bình thường. Mày có muốn đi cũng đâu có làm được gì nữa đâu ta. Electro Shot rồi dùng Haze. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Mình thấy mệt mỏi quá. Tức không? Cứ tăng lên đi rồi tao giảm. Tôi nghĩ là tôi tiếp tục Dragon Pulse cho nó, xong rồi tôi dùng Water Pulse. Tôi không biết chữ nó đọc đúng không ta, Water Pulse hả ta? Để làm gì? Sao mà lì quá? Sao mà lì quá? Protect được làm cái gì? Để hồi máu, ok. Hợp lý đi. Vô nè. Nhưng mà con mất này nó cũng lì thiệt, nó cứng thiệt. Con mất này nó cứng thiệt chứ không có giỡn. Sao nữa? Nó tính làm gì nữa? Rồi tôi mấy cái grand nó một cái coi. Vĩnh biệt nó luôn coi. À, không xe ra đi. Vĩnh biệt nó coi. Nó knock off mình cái chắc mình cũng đi nên mình phải xe ra. Trời ơi, nó lại protect nữa rồi. Con nó cũng lì thiệt chứ. Thôi nhưng mà không bỏ cuộc, ok. Cũng là cho đúng tinh thần đi, không bỏ cuộc. Mà rất lì nha. Rồi, make it rain. Vĩnh biệt nó coi. Protect nữa. Trời ơi, nó lì. Sao mà lì dữ vậy? Mm.